Kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, huân chương cao quý nhất tặng cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng Nai khởi động tuần hàng Việt từ ngày mai 19 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 tới. Ghi nhận nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản tại Đồng Nai. Phần tin thế giới. Nhật Bản và các quốc đảo ở Thái Bình Dương ra tuyên bố chung phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Thượng nghị sĩ Mỹ David Vance chính thức chấp nhận đề cử làm người liên danh tranh cử của ông Donald Trump. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Chính trị đã có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để tặng cho các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định trao huân chương sao vàng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Theo thông báo của Bộ Chính trị, trong thời gian vừa qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị chăm sóc sức khỏe. Đến nay do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để đồng chí Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực. Để bảo đảm công tác điều hành, trước mắt Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Thưa quý vị, chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp trực tuyến với 30 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh, cùng dự có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Dự thảo gồm 10 điều, quy định chi tiết và tổ chức thi hành của quyết định về đối tượng áp dụng, điều kiện hỗ trợ, thời hạn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước, vay vốn đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng thuận với nội dung dự thảo quyết định. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng kiến nghị cần cho các địa phương có cơ chế theo điều kiện của địa phương trong việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, cho vay, lãi suất và thời hạn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải rà soát không bỏ sót các đối tượng, đặc biệt là đối tượng kiếm sống bằng sản xuất trên đất nông nghiệp bị thu hồi và hộ gia đình có nhà kết hợp vừa ở vừa kinh doanh bị thu hồi, làm rõ cấu trúc đối tượng, điều kiện và các hình thức hỗ trợ, chia đối tượng ra để hỗ trợ cụ thể, phải có nhiều hình thức cho vay như hộ gia đình có con đang đi học, nghiên cứu thêm phương án để đảm bảo công bằng cho các đối tượng. Với đối tượng được hỗ trợ học bổng 100% thì đề nghị xuống mức 90% để gia đình người thân đóng góp, từ đó sẽ tăng động lực cho con em đi học. Bên cạnh đó, chính sách cho vay để địa phương điều chỉnh biên độ phù hợp với từng địa phương. Tin trong tỉnh Đồng Nai, thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã tiếp ông Ban Thê Chan, Tổng lãnh sự Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cùng dự có quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, các sở ban ngành của tỉnh. Chia sẻ thông tin với Tổng lãnh sự Singapore, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đồng Nai có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại. Cùng với lợi thế về giao thông, cảng biển, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế. Hiện nay, Singapore có 111 dự án đầu tư tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 về số dự án và đứng thứ 4 về tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, Singapore là quốc gia dẫn đầu về số vốn đầu tư vào Đồng Nai với 9 dự án đạt gần 232 triệu đô la Mỹ. Trên cơ sở kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Đồng Nai và Singapore tiếp tục có sự hợp tác phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số cũng như các ngành kinh tế khác. Trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy, Tổng lãnh sự Singapore Pang Tae Cheng nhận định Đồng Nai và Singapore còn nhiều dư địa để phát triển, do đó ông mong muốn Singapore và Đồng Nai có nhiều cơ hội hợp tác phát triển kinh tế trên các lĩnh vực.
Trước đó, vào chiều qua, đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Vi tiếp và làm việc với đoàn. Theo đó, Đồng Nai hiện có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 huyện và 2 thành phố và 170 đơn vị hành chính cấp xã gồm 121 xã, 40 phường và 9 thị trấn. Về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, có 4 địa phương gồm Tân Phú, Vĩnh Cửu, Long Khánh và Biên Hòa thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính. Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh không thay đổi. Đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm 11 đơn vị, gồm 4 xã và 7 phường, còn lại 159 đơn vị. Tại buổi làm việc, các địa phương thuộc diện sáp nhập cho biết hiện các đơn vị đã có phương án sắp xếp bố trí, không có phát sinh khó khăn vướng mắc. Trước đó, các địa phương đã tuyên truyền thực hiện lấy ý kiến cử tri và nhận được sự đồng thuận cao. Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự chỉ đạo vào cuộc của cả hệ thống chính trị Đồng Nai trong xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tổng thể theo lộ trình và phù hợp tình hình quy hoạch của địa phương. Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Đồng Nai là tỉnh sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp xã, số lượng lớn, tuy nhiên địa phương đã lấy ý kiến cử tri và nhận được sự đồng thuận cao. Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đồng Nai cần rà soát, đánh giá lại đề án sắp xếp đơn vị hành chính, chú trọng số liệu, diện tích hồ sơ đề án, trình tự thủ tục và bổ sung những góp ý, đề xuất để hoàn thiện đề án vào tháng 9 2024. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Điểm sáng trong nửa đầu năm nay là kinh tế Đồng Nai tiếp tục phục hồi và duy trì tăng trưởng GRDP đạt 6,8%. Sản xuất quý sau tăng hơn quý trước, xuất khẩu thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt khá. Nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất mới. Một số doanh nghiệp đã ký được hợp đồng sản xuất đến hết năm và sang năm sau. Nhu cầu lao động phục vụ sản xuất theo đó cũng tăng lên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế Đồng Nai vẫn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh chậm, các doanh nghiệp nhất là quy mô nhỏ và vừa vẫn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Ngoài ra, các yếu tố bất lợi từ địa chính trị thế giới vẫn đang tác động lên kinh tế xã hội của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Để hoàn thành các chương trình mục tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đề nghị từng thành viên ban chỉ đạo nỗ lực chủ động triển khai các nội dung công việc của ngành lĩnh vực mình phụ trách, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt và những bộ luật vừa được Quốc hội thông qua, các sở ngành phối hợp xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chí thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn vướng mắc, đồng thời tăng cường tuyên truyền khuyến khích hỗ trợ về chuyển đổi kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai sáng nay đã tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2024. Hội thi thu hút gần 20 thí sinh tham gia là các giảng viên chuyên trách, cán bộ trung tâm chính trị cấp huyện và các giảng viên kiêm chức đến từ các đảng ủy trực thuộc tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Ban tổ chức hội thi cho biết, trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các trung tâm chính trị cấp huyện nói riêng được cấp ủy các cấp rất quan tâm, tập trung chỉ đạo, tạo ra những chuyển biến tích cực. Việc tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm nay nhằm tạo thêm đợt sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ bổ ích có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, đồng thời khích lệ động viên đội ngũ làm công tác lý luận chính trị tích cực tham gia phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện. Hội thi cũng nhằm giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vị trí vai trò của trung tâm chính trị cấp huyện, từ đó tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện cho trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cơ sở. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức kinh tế đời sống khác. Thưa quý vị, từ ngày mai 19 tháng 7 đến 26 tháng 7 tới, Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình Tuần Hàng Việt với sự tham gia của các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị và các cửa hàng, chợ truyền thống. Đây là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của ngành công thương Đồng Nai và thực tế trong hơn một tháng rưỡi khởi động cho tuần hàng cũng đã thu lại những kết quả khả quan. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Là người tiêu dùng, vấn đề quan tâm nhất chính là diễn biến của giá cả.
Và trong giai đoạn thị trường hết sức nhạy cảm với đợt tăng lương cơ sở, mối lo về các đợt tăng giá càng lớn. Tuy nhiên thực tế thì với các giải pháp vận động tuyên truyền trước thềm tuần hàng Việt mà ngành công thương Đồng Nai thực hiện thời gian qua đã góp phần rất lớn giúp ổn định thị trường. Thực tế diễn biến thị trường trong hơn một tháng qua đã cho thấy điều này. Tuy nhiên ngoài bình ổn, người dân còn mong muốn nhiều hơn liên quan đến giá cả. Như em là một người phụ nữ chính trong gia đình á, thì em mong muốn là giống như là thực phẩm nè, lương thực thực phẩm nè, nói chung là chủ yếu là thịt, cá, rồi nước mắm, rồi xà bông, rồi bột ngọt. Nói chung là những cái thực phẩm đó là tụi em là sử dụng rất là nhiều. Rồi bánh trái nữa, thì em cũng mong muốn là giá cả sẽ hợp lý hơn, rồi có chương trình khuyến mãi nhiều hơn để đến tay người tiêu dùng. Hưởng ứng tuần hàng Việt năm 2024, ngay từ đầu tháng 6, các siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu có những chính sách bán hàng ưu đãi. Bình quân mỗi đơn vị đang có khoảng từ 3 đến 5 chương trình khuyến mại. Việc tham gia chương trình xúc tiến thương mại này, theo đơn vị kinh doanh, không phải vì nghĩa vụ mà đây thực sự là một cơ hội tốt để họ đẩy mạnh quảng bá, tăng doanh thu, bởi đồng hành với họ lúc này là sự trợ lực về nhiều mặt của ngành công thương Đồng Nai. Chúng em cũng mang đến những cái chương trình đặc biệt ưu đãi để mà kích ứng cái nhu cầu mua hàng của khách cũng như là phù hợp với cái túi tiền của khách để mà làm sao để khách hàng có thể mua được những sản phẩm vừa túi tiền nhưng mà nhu cầu thiết yếu của mình được đáp ứng được. Trong thời gian phát động tuần hàng Việt 2024, tùy mỗi đơn vị kinh doanh sẽ có các mức khuyến mại giảm giá khác nhau dao động từ 10 đến 50% cho hàng ngàn mã sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã sẵn sàng với nhiều sản phẩm khuyến mại từ trên 30% trong tuần hàng Việt năm nay. Khảo sát nhanh của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Đồng Nai cho thấy, với chương trình khuyến mại tung ra, sức mua đã được hâm nóng và mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành bán lẻ. Theo kết quả đánh giá của các siêu thị trung tâm thương mại thì qua các cái đợt mà phát động mà giảm giá từ các nhà phân phối thì người Việt tới mua hàng tại các trung tâm thương mại cũng tăng rất là nhiều. Thực ra là về cái tỷ lệ tăng thì ở mỗi đơn vị sẽ có những cái kết quả khác nhau nhưng mà ở cái mức tăng trung bình là từ 20 đến 30%. Ngoài kích cầu tiêu dùng, mục đích lớn của tuần hàng Việt Đồng Nai 2024 là hỗ trợ quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Nai, cung cấp các sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là một trong nhóm các giải pháp tăng cường thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của tỉnh Đồng Nai. Thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, trong tháng 6, sản lượng thép xây dựng sản xuất đạt trên 970.000 tấn, giảm 9,5% so với tháng trước, nhưng tăng 31,8% so với tháng 6 năm 2023. Bán hàng thép xây dựng đạt gần 958.000 tấn, giảm 13% so với tháng 5, nhưng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội, tính chung nửa đầu năm nay, sản xuất thép xây dựng đạt gần 5,8 triệu tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng thép xây dựng đạt 5,8 triệu tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Lượng hàng sản xuất tiêu thụ thép trong tháng 6 giảm so với tháng trước, phản ánh rõ về nhu cầu thép trong nước vào mùa xây dựng chậm hơn so với kỳ vọng. Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong ngày phiên điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 108 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 330 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 330 đồng một lít, dầu hỏa giảm 374 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 173 đồng một ký. Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều nay, 18 tháng 7 như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.174 đồng một lít. Xăng RON 953 không cao hơn 23.178 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.504 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 20.664 đồng một lít. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.611 đồng một ký. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thưa quý vị, trước thềm triển lãm Vietstock, triển lãm quốc tế về ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và chế biến thịt sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietstock đã khởi động chuỗi hội thảo đầu bờ chuyên đề chăn nuôi ở nhiều tỉnh trong cả nước. Tại Đồng Nai, sáng nay, đơn vị đã phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai tổ chức hội thảo
nâng cao năng suất chăn nuôi bằng cách cải thiện phương pháp quản lý trang trại và sử dụng chất dinh dưỡng hiệu quả. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân tích đưa ra nhiều giải pháp để các doanh nghiệp hộ chăn nuôi tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn và có hướng phát triển chăn nuôi bền vững. Theo các chuyên gia đầu ngành, hiện ngành chăn nuôi đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức như về giống, năng suất đàn giống chỉ đạt khoảng 70-80% so với các nước tiên tiến và còn phụ thuộc giống ngoại nhập, chưa chú trọng phát triển giống bản địa gắn với thị trường. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về giống hiệu quả chưa cao. Còn về môi trường chăn nuôi, các cơ sở nhỏ lẻ chưa thực hiện xử lý chất thải chiếm tỷ lệ cao trên 28%. Quản lý và sử dụng chất thải trong chăn nuôi như một nguồn tài nguyên còn thiếu hiệu quả. Về tổ chức sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học chưa đồng bộ. Giải pháp phát triển bền vững đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta phải có những cái dành đất dành riêng cho chăn nuôi đã, tức là dành vùng đất đó chỉ dành riêng chăn nuôi và không để cho hộ dân là xâm lấn vào trong đó để chúng ta phải di rời đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, tức là chúng ta sẽ khuyến khích tất cả các doanh nghiệp tham gia về phát triển ngành chăn nuôi này và đầu tư cơ sở là mới, hiện đại, đồng bộ và có sự liên kết với các hộ chăn nuôi chung. Giá thức ăn chăn nuôi là sẽ giảm nếu so sánh với giá thành hiện tại. Anh đang nghĩ là người chăn nuôi sẽ có được lợi ích nhiều hơn do là giá thành các nguyên liệu có thể giảm xuống trong thời gian sắp tới, thời gian ngắn này. Đồng Nai hiện có tổng đàn gia súc là trên 2,3 triệu con và tổng đàn gia cầm là 25,7 triệu con. Hai nhóm vật nuôi chủ lực của tỉnh là heo và gà. Trong đó, tổng đàn heo khoảng 2,2 triệu con với chăn nuôi trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, đàn heo của tỉnh có xu hướng giảm. Cụ thể, tháng 4 năm nay, số lượng heo đã giảm 1,27% sau cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá thức ăn tăng, nhập lậu heo, cùng việc di dời các cơ sở ra khỏi vùng không được phép chăn nuôi. Nếu chúng ta sản xuất giá của chúng ta quá cao thì rõ ràng là thịt nhập khẩu họ sẽ vào, bởi vì đây là kinh doanh thương mại thôi. Có điều là chúng ta phải có những cái hàng rào thương mại và khi nhập khẩu có những cái nguồn gốc một cách rõ ràng thì tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng người ta có cái quyền lựa chọn giữa thịt tươi, thịt nóng và thịt đông lạnh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong một thời gian dài sắp tới đó, ngành chăn nuôi tổ chức lại đó thì rõ ràng là giá thành sẽ tốt hơn. Hội thảo cũng là dịp để các hộ chăn nuôi, trang trại địa phương học hỏi và trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời cũng mở rộng mối quan hệ kinh doanh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến các doanh nghiệp trong ngành. Về công tác chăm lo đời sống công nhân. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Trưa nay, Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăn Sinh Việt Nam huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bữa cơm công đoàn cho toàn thể hơn 40.000 người lao động tại các nhà máy. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Đồng Nai tổ chức bữa cơm công đoàn nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi để người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đúng 11 giờ trưa nay, khi xuống nhà ăn, công nhân lao động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăn Sinh Việt Nam bất ngờ với bữa trưa có phần đa dạng hơn ngày thường. Những suất cơm đầy đủ dưỡng chất với 4 món chính gồm thịt kho trứng, tôm rim sốt chua ngọt, rau luộc thập cẩm và canh dưa chua. Ngoài ra, mỗi người lao động còn được tặng một phần gồm bánh ngọt, trái cây và nước ngọt. Ai nấy đều phấn khởi vui vẻ trước thực đơn có phần đầy đặn này. Thấy bất ngờ chứ, tại hôm nay là bữa ăn nó đặc biệt hơn mọi ngày, nó khác là hôm nay chắc là ngày thành lập của đoàn cơ sở công ty cho hôm nay. Nước bánh em lấy sau á, và ăn cơm trước. Rất là vui, nay công ty được tổ chức hoành tráng như vậy. Cũng cảm ơn công ty đã tạo hỗ trợ cho công nhân chúng ta hôm nay có bữa ăn rất là ngon. Bữa cơm công đoàn của công ty Chăn Sinh cung cấp hơn 40.000 suất ăn cho toàn thể đoàn viên, công nhân lao động tại các nhà máy trên địa bàn ba huyện là Vĩnh Cửu, Long Thành và Tân Phú. Mỗi suất ăn trị giá 45.000 đồng, khác với những bữa cơm hàng ngày trị giá hơn 20.000 đồng. Không chỉ đến thăm hỏi động viên, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng như các cán bộ công đoàn cơ sở và toàn bộ lãnh đạo quản lý của công ty là người Hàn Quốc cùng ngồi ăn bữa cơm ca cùng người lao động tại nhà ăn công ty. Trong suốt bữa ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện thân tình vui vẻ. Đây cũng là mục đích lớn nhất của chương trình bữa cơm công đoàn.
Thì khi mà nhận được cái hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở họp lại và lên kế hoạch để tổ chức. Thì trước nhất là theo hướng dẫn thì cũng có thể là kinh phí cũng của là công đoàn có thể 50-50. Nhưng mà khi mình anh Tú và Ban chấp hành lên trên làm việc với là Ban giám đốc đồng ý là cho 100% cho người lao động. Nói chung là để ủng hộ, chia sẻ tinh thần cho người lao động trong cái ngày kỷ niệm. Với cái không khí trực tiếp tại nhà ăn, bếp ăn của công ty thì chúng ta thấy là những cái gương mặt rất là vui vẻ và rất là nhiệt tình đón nhận cái chương trình của tổ chức công đoàn. Bữa ăn đã được cải thiện một cách rõ rệt và người lao động mong muốn là bữa ăn ngày càng được cải thiện hơn để bữa cơm công đoàn được tổ chức nhằm tạo cao điểm truyền thông chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, từ đó thu hút tập hợp và phát triển đoàn viên, gắn kết chặt chẽ đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên người lao động. Tại chương trình, Công đoàn cơ sở Công ty Chăn Xin Việt Nam còn tổ chức chuỗi hoạt động gồm trao tiền vòng tay nhân ái lần thứ 44 cho 15 công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi người trên 45 triệu đồng, trao 12 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cuộc thi hỏi đáp kiến thức về tổ chức công đoàn cùng các tiết mục văn nghệ sôi nổi. Tất cả đã tạo ra bầu không khí hân hoan ấm áp chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 và sơ kết các hoạt động phong trào 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng qua, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp phát huy vai trò là cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, tích cực kêu gọi vận động nguồn lực ủng hộ nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động như tổ chức các hoạt động Tết nhân ái, tháng nhân đạo, duy trì và thực hiện tốt cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Đến nay, các cấp hội đã trợ giúp cho trên 230.000 lượt người dân khó khăn được hỗ trợ, thực hiện 28 công trình nhân đạo, xây dựng 15 căn nhà chữ thập đỏ, trao hàng ngàn học bổng và hàng chục ngàn phần quà cho người dân nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ Thập Đỏ các cấp còn phối hợp tổ chức vận động và tiếp nhận được 18.000 đơn vị máu 350ml. Ước tính tổng giá trị các hoạt động trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên 111 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch cả năm nay. Trong thời gian tới, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái gắn với cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tích cực vận động các tổ chức cá nhân duy trì các hoạt động khám bệnh nhân đạo trợ giúp các đối tượng khó khăn bất hạnh, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, chủ động phối hợp với các ngành đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2024. Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai hôm qua đã tổ chức đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019-2024. Đại hội nhằm xác định các chỉ tiêu cần tập trung thực hiện, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đến các hội viên. Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Hội cựu chiến binh tỉnh gồm hơn 140 hội viên thuộc 3 cơ sở hội cựu chiến binh có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Tổng công ty Sonadeji và Tổng công ty Tín Nghĩa. Giai đoạn 2019-2024, các hội cựu chiến binh cơ sở khối doanh nghiệp tỉnh đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các cơ sở hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thường xuyên chăm lo, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. Với những kết quả, kinh nghiệm trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu 5 năm qua, Hội cựu chiến binh từ khối đến cơ sở quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa chất lượng hoạt động của phong trào thi đua trong thời gian tới. Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, quyết tâm thi đua, lập nhiều thành tích mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Các cơ sở hội còn động viên hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Theo đó, trong 5 năm qua, các hội viên của Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đóng góp hơn 900 triệu đồng cho các hoạt động công tác xã hội nhân đạo từ thiện. Bên cạnh đó, hàng năm Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp đoàn khối tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Khối đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng khẳng định tính hiệu quả, thiết thực được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy đảng, ban giám đốc các doanh nghiệp của hội viên, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ hội viên tự khẳng định mình trong nghề nghiệp và vươn lên đóng góp vào sự nghiệp của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2024-2029, Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu như phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng về công tác hội cho cơ sở hội, động viên hội viên gương mẫu tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng hội vững mạnh toàn diện trong tình hình mới. Tại đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh lần thứ 7, giai đoạn 2019-2024. Đại hội đã phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029. Thưa quý vị, năm 2024, cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng ghi nhận các ca bệnh vắng bóng nhiều năm qua bởi các bệnh truyền nhiễm này đều đã có vaccine để phòng ngừa, trong đó có viêm não Nhật Bản. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 ca bệnh ở thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Trảng Bom. Viêm não Nhật Bản là bệnh lây truyền qua trung gian, là mũi, thường xuất hiện ở các khu vực có chuồng trại chăn nuôi heo. Bệnh rất nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 30% cùng với di chứng vĩnh viễn như là rối loạn tâm thần, liệt, rối loạn ngôn ngữ, co giật, đồng kinh, nằm liệt giường ở một nửa bệnh nhân sống sót. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Em bé này vừa mới ổn định sau điều trị viêm não Nhật Bản gần 2 tuần. Bé nhập viện trong tình trạng ly bì. Các bác sĩ đã chọc dò dịch não tủy để xét nghiệm. Kết quả cho dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Đến nay, sức khỏe bé ổn định nhưng khả năng vận động vẫn còn yếu. Mấy bữa trước nó chơi, nó nheo mắt vậy em tính đâu là nó bị, nó coi điện thoại quá, rồi nó nheo thôi, rồi mấy bữa sốt ở trời em nó đi chích tư ở ngoài. Chứ em cũng chưa đem vô đây đâu, bữa trước bữa sau em thấy quá, em thấy em bé nằm không à. Nó nằm mà ngủ mê ma, nó không biết cái gì hết trơn, rồi mới đầu hai chồng cấp chở vô đây là nhập viện luôn. Vô đây thì bé cứ ngủ không à, ngủ suốt luôn, không có ăn, không có uống gì hết trơn mà cứ ngủ không. Rồi bác mới chọc giò đi đi mà xét nghiệm, rồi mới ra viêm mà não Nhật Bản. Viêm não là một bệnh rất là nguy hiểm. Nếu mà không phát hiện sớm, có khả năng được để lại di chứng rất là nặng nề. Nhiều trẻ sau điều trị nếu mà bị viêm não Nhật Bản đôi khi nó không nói được, thậm chí không học hành gì được, sinh hoạt cũng giống như thực vật, tức là không sống nhờ người khác chăm sóc thì rất là cực cho gia đình. Theo các bác sĩ, về tiên lượng, viêm não Nhật Bản có khoảng 30% nếu phát hiện trễ, đa số sẽ tử vong. Khoảng 70% còn lại nếu may mắn được sống sót thì một nửa có di chứng về thần kinh, vận động và tri giác. Viêm não Nhật Bản lâu nay đã có vaccine phòng ngừa. Đáng tiếc, hầu hết các trẻ mắc bệnh, gia đình đều cho biết trẻ chưa được tiêm bất kỳ mũi viêm não Nhật Bản nào. Em có biết đâu, em có biết. 8 tối rồi ở dưới quê, dưới bà nội biết đi chích thuốc hay không, không biết. Viêm não Nhật Bản thì bây giờ nó có 2 loại vaccine. Một loại vaccine là chích từ trẻ 1 tuổi trở lên. Thì cái vaccine này đã có từ lâu. Mình thường là chích 3 mũi, là mũi thứ nhất, và 2 tuần sau là chích mũi thứ hai, và mũi thứ ba khoảng 1 năm sau. Tuy nhiên gần đây thì có một loại vaccine khác là vaccine sống do động lực. Về bên Nhật Bản thì vaccine này chỉ cần chích 1 mũi và 1 mũi thứ hai nữa là đủ. Thì miễn dịch của nó nếu mà có thì nó miễn dịch nó mạnh hơn và có thể phòng ngừa được tốt cái viêm não Nhật Bản này. Có thể thấy, việc thiếu kiến thức, không chủ động tiêm đủ vaccine phòng bệnh cho trẻ đã dẫn đến nhiều trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thêm vào đó, việc thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng thời gian qua cũng phần nào đã tạo ra khoảng trống miễn dịch, khiến các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại. Thông tin thời tiết đáng chú ý.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết, mực nước tại thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang lên cao. Tại trạm Tà Lài sông Đồng Nai, mực nước gần đến mức báo động. Tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà, mực nước đã vượt mức báo động 1, cảnh báo khu vực có khả năng xảy ra lũ sông Đồng Nai và sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai. Đến ngày mai, mực nước tại trạm Tà Lài sông Đồng Nai biến đổi chậm, ở mức xấp xỉ đến cao hơn 0,10 m so với mức báo động 1, 112 m. Còn mực nước tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà tiếp tục lên ở mức cao hơn 0,10 đến 0,30 m so với mức báo động 1, 104,50 m. Mực nước trên các sông suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, nguy cơ sạt lở bờ sông suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận.